Xin chào tất cả bác nhá. Chào mừng toàn thể các quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nhá. Và ngày hôm nay em xin thông báo bác một tin vui nhá. Em vừa về duy nhất được đúng 10 bộ mic Sennheiser thôi, dòng mic hiệu Đức cao cấp, đúng 10 bộ luôn. Hàng em thanh lý bên kia, thanh lý phòng hát nhá, năm nay khó khăn nhá, thanh lý phòng hát. Còn nguyên hộp luôn, Sennheiser, dòng mic chuyên nghiệp luôn. Và em sẽ xả luôn cho em 10 bộ này, cũng bán thay lời chiên quác, bán chiên quác 10 bộ luôn. Thì trước khi video bác ủng hộ cho em Đặng Tín Audio một like nhá, các vui vẻ ủng hộ cho một like nào và đăng ký kênh cho em. Thì bác vừa nghe qua em alo cái tiếng mic của dòng Sennheiser model là SKM 9000, hàng cao cấp nhá. Còn thiệu Sennheiser thì quá nổi tiếng rồi, một thương hiệu mic đến từ Đức. Thì đối với dòng mic này bao anh em làm sự kiện kẹo kéo hoặc du lịch con này thì cực kỳ chất luôn. Vì em về có 10 bộ thôi, hàng còn nguyên hộp. Cái lô này về còn đẹp nguyên hộp luôn. Gần như họ mới sử dụng luôn, đẹp nguyên hộp luôn. Và tất cả sản phẩm em vẫn bảo hành 1 năm với dòng mic Sennheiser thiệu Đức này. Rồi và em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác dòng mic Sennheiser này. Ok, em sẽ báo giá cực kỳ sốc nhá, vì có 10 bộ thôi, không có nhiều. Anh em nào nhanh tay ngày hôm nay thì được nhá, chứ không có nhiều đâu. Tí bác xem cái tai mic nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây cho bác xem qua thôi, tí cho bác xem cái bên trong cái tai mic này nó có những cái cực kỳ chất luôn. Và tại sao cái tai mic nó hay thế nhá. Thì đầu tiên về thiết kế của dòng Sennheiser thì rất là đẹp. Đây hai màn hình hai bên có lúm hai đút to nhỏ hai bên rất tiện nhá. Đấy. Cao cấp luôn hai màn hình hai bên nhá. Có hai tai. Đấy, để anh em mình xách đằng sau đây của dòng mic Sennheiser đây. Và bác để ý cho này, đối với dòng mic cao cấp này, từ những cái vỏ kim này, kim loại này, nó làm bằng sắt rất là chất luôn. Thì đằng sau đây nó sẽ có hai dâu rác nguồn, rác 6 ly và hai bế rác cá lông cho anh em làm sự kiện nhá. Cảm ơn bác mixer đây. Chào anh nhá, chào tất cả bác nhá. Nhưng mà nói thiết kế của Sennheiser nó vẫn làm cái rất là đẹp. Quá đẹp đúng không các bác? Ok, có vào ủng hộ một like nhá. Em gửi hàng đi rồi anh nhá. Đây cho bác xem qua cái tai mic đây. Để anh em thấy độ chất lượng của dòng mic Sennheiser này nó chất thế nào nhá. Em nhắc lại em có về được 10 bộ thôi. Bác nhìn tay này. Tay bằng gold nhá, đẹp như mới, em đã bảo báo còn nguyên hộp luôn. Lô này về 10 bộ nguyên hộp luôn, quá chất luôn. Hai tay em bắt vào tủ nhá. Đấy. Sennheiser. Và con này là côn rời nhá, tay vàng gold nhá. Cực kỳ đẹp luôn, tay đuôi chuột. Đây vào cho bác xem cái độ chất của dòng tai mic này nhá. Nói chung là riêng dòng Sennheiser bác chỉ cầm cái tai mic thôi đã chất rồi. Đấy, cầm đã chất rồi, còn yên tâm các bác cứ được nhận hàng, kiểm tra alo tí mic không hay giả lại. Đi riêng em Đặng Tín bán hàng không phải đặt cọc gì cả. Không hay giả lại, không mất đồng nào cả. Thoải mái chưa? Riêng em bán hàng anh em mua hàng với em biết rồi. Đây bác xem qua tai mic con này. Đây bác xem qua độ chất của dòng này nhá. Thì đây là dòng mic tay đuôi chuột của Sennheiser. Đây, đối với dòng này này. Nó mở pin này, bác để ý cho em này. Đây nó sẽ có hai cái lẫy này. Bác bóp cho em hai cái lúm này và hai lẫy vào này. Đây là rút ra. Ok, đợi chút em sẽ báo giá, giá cực kỳ sốc ngày hôm nay. Đây. Đây. Đây là một khay pin rời ngoài luôn. Anh em nhìn chưa? Cực kỳ cao cấp. Đây, bác đút vào đây. Cho pin vào đây, cho bút vào đây. Đấy, bác lưu ý này, muốn mở này, đây nó sẽ hai cái núm tròn hai bên này. Ok anh đây. Cho bác làm nhanh tay thôi, không có nhiều đâu. Đây, rút ra. Cực kỳ chất. Và đặc biệt con này sử dụng là côn rời của Sennheiser nhá, đây. Em sẽ mở cho anh em mình xem. Con này chạy một côn rời nhá. Con này vào thay thế rất đơn giản luôn, củ Sennheiser này bên em có luôn. Đấy, củ Sennheiser này bên em có luôn. Mai sau bác nào muốn hỏng củ này, bên em sẽ bán được củ này luôn. Nếu anh em đã biết về cái dòng mic mà củ rời như này, có biết cái chất của nó rồi. Đúng không? Hay dòng xua hay Sennheiser nó hay dùng củ rời như này. Đây, toàn bộ sử dụng củ rời nhá. Con này bao anh em làm sự kiện hoặc dùng gia đình thì thôi, chấm hết luôn. SKM 9000. Chất không? Tay rút nhá. Ok chưa? Loa sắp tới về rất nhiều đây. Ok chưa? Và cái nguồn mic nó sẽ bật ở đây. Bác giữ đây nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp. Bây giờ em sẽ alo vậy cho bác nghe cái tiếng mic này. Đối dòng Sennheiser là bác nghe cái tiếng mic nó rất là hay, nó đủ ba giải luôn. Đấy, nó rất là hay luôn. 5, 6, 7, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đừng nhìn nhau chi. 6, 7, lên 1, 2. 6, 7, 8, 9, 7, lên. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa. 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 7, lên 1, 2. Bác cũng nghe qua tiếng mic cho em. Anh em thấy hay bình luận số 1 cho em. Bác nghe cái tiếng mic cho em. Thực sự đây mấy bạn volume này. Volume chưa đến 12 giờ luôn. Nhưng mà tiếng mic rất là to rồi. Vì cái
cái độ nhạy của dòng mic sensor rất là cao nhá. Nên nó rất phù hợp anh em làm show sự kiện và bác nào có điều kiện dùng hình con này cực kỳ hay. Và nhìn cái tay mic này. Và em nhắc lại em về đúng có 10 bộ thôi, không có nhiều, có ủng hộ hôm nay, bác nào thấy hay ủng hộ hôm nay nào. 5, 6, 7, 0, 6, 7, 0, 6, 2. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Lên 5. Anh em nghe cái tiếng xì của Sennheiser cực kỳ đẹp luôn. Và em nhắc lại những cái bộ này anh em mua ngoài thị trường cực kỳ đắt luôn nhá. Cái dòng này ngoài thị trường rất đắt luôn. Và em đúng có được 10 bộ thôi, cũng không có nhiều. Em về đúng 10 bộ thôi. À, chưa? Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em này, đúng 10 bộ nhá. Chốt nhắn tin ngay cho em, chốt mic M9000 cho em. Model này SKM9000, bác nào lấy và nhắn tin cho em, chốt mic M9000. Chốt mic M9000 một mức giá quá không mua được ở đâu với dòng mic Sennheiser này. Em bán anh em 1.750.000 bộ mic này vào ship, 1.750.000 nhá. Chỉ 1.750.000 em bao ship, đúng 10 bộ em không có nhiều quá nhá. Thực sự em lấy giá tốt, bán giá tốt thôi. Trên 1 triệu đồng anh em mua ở đâu? Đây, 1.750.000, bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt mic M9000. Đấy, chốt mic M9000. Nhắn tin ngay cho em vì có 10 bộ thôi. Bác nào lấy vô lòng nhắn tin ngay cho em luôn. Đây, mở pin này. Thực sự luôn. Nó là quá đẳng cấp rồi. Chốt mic M9000, 1.750.000 em bao ship. Anh em tới tầm giá dưới 2 triệu có mua làm sao được mic như này. Anh em nói luôn, thực sự là bán tri ân các bác thôi, lấy được giá tốt, bán giá tốt các bác luôn. Củ mic rời của Sennheiser luôn nhá. Chốt mic M9000 nhắn tin ngay cho em. Em có 10 bộ nhất, 1.750.000 bộ mic em bao ship. Đấy, 1.750.000 bao ship ở nơi, bảo hành 1 năm. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không phải là cọc. Riêng bên em bán hàng các bác thoải mái luôn. Nó thực sự nó đẹp và nó chất nhá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anh Khánh Nương chốt một bộ mic, anh Khánh Nương chốt nhắn tin cho em, anh Khánh Nương ơi. Anh Khánh Nương bác nào chốt nhắn tin ngay, nhắn tin qua số điện thoại em, đừng bình luận trên này. Em nhắn lại tất cả bác nào chốt vui lòng hãy nhắn tin qua số điện thoại nha. Đấy, chốt mic M9000. Chốt mic M9000 nhắn tin qua số điện thoại nhé, đừng bình luận trên này. Bình luận trên này em sẽ không chốt đơn đâu nhá. 1.750.000 để bao ship không hay giả lại. Cam kết cho tất cả bác luôn khi mua hàng của em. Đây anh em nhìn cái tay mic này. Vì thực sự là về là có 10 bộ thôi, cũng không có nhiều. Có nhiều cũng bán nhiều quá, nhưng không có đâu các nhá. Đây anh em nào có nhu cầu thực sự muốn chơi mic sen cao cấp. Đấy, tiếng em bao hay luôn. Tay vàng gold nhá. Đây, tay rút này. Đây, quắc thay pin nhá. Rút cái tay ra thay pin luôn. Đây. Rất tiện lợi quắc luôn. Đấy, quắc đóng vào đây được theo để đúng chiều cho em nhá. Cái này phải đúng chiều nó mới vào được. 1.750.000, bác nào chốt nhắn tin ngay. Chốt mic M9000 cho em nhá. 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 lên ở đây. Anh em nghe cái tiếng mic nhá, thực sự từ cái tiếng xì luôn. Nó cực kỳ bay và nhẹ luôn. Ok, bác nào thấy hay bình luận số 1 cho em, bác nào thích thấy mic bộ này hay bình luận số 1 cho em và giá thực sự 1.750.000 thôi. Giá nó cực kỳ rẻ với các bác nhá, phân khúc nó quá là rẻ ngày hôm nay rồi. Mà bác đã sở hữu dụng bộ mic này. Các bác về cứ cầm cái tay mic thôi, nó đã chất rồi. Nó đáng đồng tiền nhá. Đấy. 6 7 8 9 10 lên 1 2 2 đừng nhìn nhau chi. 6, 7, 8, 9, 10. Thực sự bác từ bác nghe cái tiếng mic tiếng xì của nó cực kỳ chất. 1.750.000 bác ship ở nơi. Anh em lấy thì vui nhắn tin cho em nhá. Sennheiser, một dòng mic thương hiệu công nghệ của Đức nhá. Bảo hành em 1 năm hết tất cả mic này, em nói luôn là bảo hành 1 năm. Cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán, không hay không chuẩn cứ giả lại. Cô em cam kết chưa? Đấy. Nhắc lại các bác nhá, nhiều bác ở đây, nhắc lại bác là vào sau này đây. Tay nó là tay rút này nhá, cầm hai cái tay bấm này. Rút nó lên. Ok chưa? Đấy, Sennheiser tay rút nhá. Và nói luôn là củ mic là củ rời nhá, cao cấp nhá. Sennheiser. Và nhìn ra củ rời hết. Nó đẹp, nó chất nhá. Cái củ này anh em mai sau thay thế rất đơn giản nhá, nó có cả củ rời nhá. Bên em bán củ rời, nếu mai sau có hỏng em có củ rời cho bác luôn. Đấy. 1.750.000 thôi, em bao ship bộ mic này. Dưới tầm giá bộ mic dưới tầm dưới 2 triệu thì các chả mua ở đâu được đâu. Ok, chờ bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Chốt mic M9000. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đây cho bác xem để 4 kênh nhá. Đây. Anh em nào thích đẩy 4 kênh nhá. Đẩy DK Pro nhá, KX9000 tiếp tục có hàng nhá. Thì rất nhiều bác đang đặt cho em cái dòng đẩy 4 kênh này. Đây, đẩy 4 kênh. KX9000, S con này 900 vòng kênh. Dòng đẩy này 900 vòng kênh nhá. Đấy, 900 vòng kênh.
Thì riêng dòng đẩy này bác làm sự kiện thoải mái luôn, đánh các loại loa full hoặc loa a dây. Đấy. Hàng này là hàng em thanh lý tồn kho của DK, hàng chính hãng nhá, DK Pro hàng chính hãng luôn, 9 vòng cây. Bao bác đánh a dây full đơn hoặc súp đơn 450 thoải mái luôn, riêng dòng đẩy này. Và cái dòng này thực sự em nếu mà theo dõi kênh của em đã biết rồi, rất là đẹp nhá. Để mà nói mặt con này thì cực kỳ đẹp luôn, cái X9000S. Đây cho bác xem luôn rụt ra con này, bác sẽ báo giá luôn cho bác rất nhanh nhá. Con này sử dụng nguồn đồng rất là lớn luôn. Đây nguồn đồng rất lớn luôn. Đấy, chạy 2 4 6 8 tụ, 8 bên này và 8 bên này là 16 tụ tất cả nhá. Và nhắc lại các bác đây là trồng mạch cờ nó hát chạy sò trường là JVK nhá, chứ không phải sò Toshiba như bình thường nhá. Đây. Bác nhìn cho em này, từ cái vỉ mạch này. Đấy, có đây từ cái vỉ mạch này. Toàn bộ vỉ đen và chất lượng linh kiện nha, bác nhìn cho em này. Nói chung là hàng chính hãng cao cấp nhá. Chứ anh em đừng so sánh cái dòng đẩy mà rẻ tiền ngoài thị trường 4 kênh nhá. Và em cam kết ngày hôm nay giá của đẩy 4 kênh này bán giá rẻ nhất thị trường luôn. Bác không mua ở đâu một đơn vị nào với một con đẩy 4 kênh em bán giá rẻ nhất thị trường. Cam kết tất cả bác luôn. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Đây bác xem kỹ luôn nhá. Và con này chạy toàn bộ là sò trường là JVK này. Đây. Toàn bộ là sò trường là JVK hết. Em sẽ đếm sò các bác xem nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bên này và 7 bên này là 14 này. 2 ở trên ở dưới là 28 sò tất cả. Có tổng hai bên là 56 sò chưa tính rất nhiều bù áp nhá. Một con đẩy 56 sò trường mạch cần hát thì các biết nó rất là khỏe luôn, 9 trong kênh và chưa tính rất nhiều bù áp. Hàng cao cấp nhá. Nguyên hộp xốp hết. Bảo hành 1 năm. Chạy 4 quả gió nhá. Dòng này thì thực sự với các bác là em đã bán rất nhiều rồi. Và cam kết với các bác là giá em bao rẻ nhất thị trường đối với dòng đẩy 4 kênh này. Đây cho mình xem kỹ sò trường nhá. Chứ không phải là sò Toshiba như bình thường ngoại trường nhá. Đây. 56 sò trường, 9 trong kênh. À, cho bác nghe qua chất âm một chút nhá. Tiếng nó rất là sáng nhá. Tiếng nó chạy sò trường và mạch cần hát tiếng rất là sáng. Bác nghe tiếng nhạc nhá. Tiếng rất là sáng luôn. Ok chưa? Và em xin báo giá luôn, quá nào nhanh tay sở hữu con đẩy 4 kênh. Em nhắc lại nhá, bác mua một chiếc đẩy 4 kênh chính trong mắt một kênh này ngoài thị trường, em nói luôn không dưới 8 triệu rưỡi, 9 triệu các hãng đang bán. Nhưng em bán các bác giá 6 triệu 8 cho người con đẩy này bao ship. Các bác lên mạng search một con đẩy 4 kênh, 9 trong kênh, 56 sò trường, mạch cờ hát bản cao cấp này. Em bán chỉ 6 triệu 800 nghìn còn bao ship luôn. Bao ship tặng bác 4 dây ca lông. Ok chưa? Bác nào chốt liên hệ ngay cho em, 6 triệu 800 nghìn con đẩy 4 kênh này. Chốt liên hệ qua số cho em, chỉ chốt đẩy KX9000 cho em. Đấy bác lấy nhắn tin qua số chốt đẩy KX9000 cho em. 9 trong kênh, đẹp xuất sắc luôn nhá, từ cái mặt mũi này. Bác nhìn cho em, rất đẹp luôn. Và cái mức giá này thì các bác không mua ở đâu được. 6 triệu 800 nghìn con đẩy 4 kênh nguyên hộp xốp luôn. Đây con ruột gan có thể nhìn thấy đây. Nó có chất, nó có đẹp hay không các bác có thể nhìn thấy nhá. 56 sò trường là JVK chưa tính bù áp. Rất là khỏe luôn. Rất là đẹp nhá, dòng như này. Và tất cả sản phẩm này bên em sẽ bảo hành 1 năm. Đấy, bảo hành 1 năm. Bác nào nhu cầu thì hẹn ngay cho em nhá. Ok cho 6 triệu 800 nghìn. Rồi và bác nào có nhu cầu thì hẹn ngay qua số thoại em 0916 957 808 nhá. Ok bác nào nhu cầu thì hẹn ngay cho em. À, chào các bác nhá.